Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Thưa quý vị, rạng sáng nay 24 Tết, hàng nghìn hành khách bắt đầu đổ ra sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị về quê đón Tết, khiến khu vực này trở nên đông đúc, ngột ngạt hơn bao giờ hết. Hàng trăm hàng nghìn người ngồi vạ vật, ngủ gục ở sân bay để chờ người thân từ nước ngoài về quê ăn Tết. Từ 6 giờ sáng, tại sảnh của nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất trở nên ngột ngạt. Hàng nghìn người xếp hàng dài từ ngoài sảnh vào đến bên trong của check-in để làm thủ tục. Do hành khách quá đông, hãng Vietnam Airlines đã phải phân chia ra các khu vực để làm thủ tục chuyến bay đến các địa phương khác nhau. Các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội làm thủ tục ở một khu vực riêng. Các chuyến bay đi Đồng Hới, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Chu Lai làm thủ tục ở khu vực khác. Nhiều hành khách đã đến sân bay từ rất sớm để làm thủ tục, tránh bị trễ chuyến. Thống kê của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho thấy, trong những ngày giáp Tết, trung bình mỗi ngày có trên 900 chuyến bay đi về các địa phương. Cao điểm là ngày 28 Tết với 965 chuyến bay cất và hạ cánh. Mới đây, Giám đốc Bến xe nước ngầm Hà Nội cho biết, nhiều đơn vị vận tải tại Bến đã báo cáo phương án tăng giá vé do phụ thu trong dịp Tết từ 13 đến 60%. Ngoài ra, Bến xe đã xử lý 15 trường hợp nhà xe tự tăng giá vé. Theo đó, 48 đơn vị vận tải tại Bến đã báo cáo phương án tăng giá vé do phụ thu trong dịp Tết từ 13 đến 60%. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho rằng các doanh nghiệp đã kinh doanh ổn định trong cả năm, do vậy giá vé cuối năm phải ổn định. Thứ trưởng Giao thông cho rằng giá vé tăng chỉ nên tăng trong khoảng từ 15 đến 20%. Trong khi nhiều địa phương đang hỗ trợ người nghèo, công nhân, sinh viên đi xe miễn phí về quê ăn Tết, nhiều nhà xe lại nâng giá vé lên 60% là không chấp nhận được. Trước thực trạng này, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu chính quyền địa phương và bến xe kiểm soát giá vé của các nhà xe, không để doanh nghiệp lợi dụng ngày Tết để nâng giá. Bến xe nước ngầm cần trang bị máy đo nồng độ cồn để kiểm tra lái xe trước khi xuất bến. Cương quyết thu hồi chỗ đăng ký với những xe ở bến mà bỏ chạy ra ngoài tự do. Hiện nay, các doanh nghiệp vận tải được chủ động tăng giá vé, chỉ báo cáo cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương. Thưa quý vị, tại tuyến đường sắt Cà Phê Đường Tàu, Phùng Hưng, Hà Nội, đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước di chuyển tấp nập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao, dù có lực lượng dân phòng đứng gác tại các điểm đầu. Theo đó, trong những ngày cận Tết, mặc dù có các biển báo quy định hết sức cụ thể, đó là khu vực nguy hiểm, không tụ tập đông người, không quay phim chụp ảnh, không đi, đứng, ngồi trên đường sắt, không kê bàn ghế, bày bán hàng trong lòng và hai bên đường sắt. Tuy nhiên, không khí tại đây thì vẫn vô cùng náo nhiệt, các biển báo dường như vô tác dụng. Không những thế, bất chấp nguy hiểm, nhiều người thậm chí còn ngang nhiên đi lên luôn trên đường ray tàu hỏa. Một số khác thì liều lĩnh, ngồi hẳn vào giữa hai đường ray tàu để chụp cho mình những bức ảnh. Trước đó, vào ngày 7 tháng 10 năm 2019, sau đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu các quận liên quan ngăn chặn giải tán các điểm tụ tập đông người, ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt, thực hiện trước ngày 12 tháng 10 năm 2019. Dù vẫn còn những ý kiến trái chiều, tiếc một điểm đến độc đáo trong mắt khách du lịch, song đa số người dân đều đồng tình với phương án này nhằm đảm bảo không có bất cứ sự cố chạy tàu nào xảy ra. Một số người dùng xe Mazda ghi nhận, một số trường hợp xe Mazda 3 Sedan và Sport có thể bất ngờ dừng lại khi đang chạy. Taco đang phối hợp với các đại lý thu thập thông tin qua các báo cáo kỹ thuật. Lỗi xảy ra do hệ thống phanh tự động thông minh SBS Smart Braking System được kích hoạt. Theo hãng, vấn đề chỉ có trên bản Premium của hai mẫu là Mazda 3 và Mazda 3 Sport bản Hatchback, vì chỉ phiên bản này được trang bị hệ thống phanh tự động thông minh SBS. Các phiên bản khác không có hiện tượng trên. Hãng cũng làm việc với tập đoàn mẹ để tìm nguyên nhân và cách xử lý. Tại Mỹ, Mazda 3 cũng gặp lỗi tương tự. Vào cuối tháng 12 năm 2019, hơn 35.000 chiếc, gồm cả bản sedan và hatchback đã được triệu hồi. Số xe thuộc đời 2019 và 2020. Rắc rối từ hệ thống SBS có thể khiến xe dừng đột ngột khi đang chạy trên đường, tức là có thể dừng ngay giữa đường, gây nguy cơ bị xe khác đâm từ phía sau và mất an toàn giao thông. Tài xế có thể nghe thấy âm thanh cảnh báo và một thông điệp mang ý nghĩa tương tự trên bảng đồng hồ sau vô lăng khi lỗi này xảy ra. Mazda sẽ sửa lỗi bằng cách nâng cấp phần mềm điều khiển hệ thống phanh khẩn cấp tự động. Theo quyết định của Thủ tướng, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, các loại xe ô tô mới phải đạt tiêu chuẩn về phép thử và giới hạn chất gây ô nhiễm có trong khí thải mức 5.
Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, việc nâng cấp tiêu chuẩn khí thải xe ô tô đang là xu hướng toàn cầu nhằm bảo vệ môi trường. Các nước châu Âu thậm chí còn đang áp dụng tiêu chuẩn Euro 6. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA cho biết, một vài hãng xe thành viên đã bắt đầu bàn về tiêu chuẩn khí thải Euro 5 cho xe mới sẽ áp dụng từ năm 2022. Về cơ bản thì ô tô có thể dễ dàng đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 vì công nghệ không mới. Tuy nhiên điều lo lắng nhất là chất lượng nhiên liệu, liệu có đạt tiêu chuẩn Euro 5 kịp thời hay không. So với tiêu chuẩn khí thải Euro 4 hiện nay thì ô tô đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 sẽ tăng chi phí sản xuất. Nhưng ô tô sử dụng động cơ xăng thì không tăng mấy, còn xe chạy động cơ dầu sẽ có chi phí sản xuất tăng cao hơn nhiều. Điều này cũng có thể khiến giá ô tô tăng đôi chút, tuy nhiên giá cả vẫn còn phụ thuộc vào thực tế cạnh tranh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Ngày 16 tháng 1, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai ô tô và xe máy đã xảy ra trên đường quốc lộ N2 qua địa phận thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể, vào trưa ngày 16 tháng 1, cặp vợ chồng điều khiển chiếc xe máy mang biển kiểm soát 67L8-1895 theo hướng Đồng Tháp, Long An. Khi đến ngã ba cầu vượt Mỹ An đã xảy ra va chạm với xe tải đi cùng chiều. Sau đó, chiếc xe máy lao sang làn đường ngược lại đâm vào xe khách đi theo chiều ngược lại. Vụ việc khiến hai vợ chồng tử vong tại chỗ. Khoảng trưa ngày 17 tháng 1, một xe tải chở cá bị tàu hỏa Bắc Nam tông mạnh sau khi cố băng qua đường ngang dân sinh ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Theo các nhân chứng tại hiện trường, chiếc xe tải do một người đàn ông điều khiển đã cố tình băng qua đường ngang thuộc địa phận xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, trong khi đoàn tàu đang đến gần. Cú đâm mạnh khiến chiếc xe tải hư hỏng nặng, tài xế mắc kẹt trong cabin và bị thương rất nặng. Người dân nhanh chóng phá cửa đưa tài xế đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đoàn tàu phải dừng để xử lý sự cố gần 2 giờ đồng hồ trước khi tiếp tục hành trình. Trước vụ xe ô tô biển xanh mang biển kiểm soát 38A chở bí thư huyện ủy Nghi Xuân không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn hiện đang gây xôn xao dư luận, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra văn bản chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin. Được biết chiếc xe biển xanh nói trên thuộc sự quản lý của huyện ủy, tài xế lái xe ô tô này là anh Nguyễn Hiếu sinh năm 1979. Tài xế Hiếu cho biết tối ngày 14 tháng 1 đã chở ông Phan Tấn Linh, bí thư huyện ủy Nghi Xuân đi dự chương trình văn nghệ. Trên đường về, tài xế thấy cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe. Nhưng vì đang vội và nghĩ tổ công tác dừng xe phía trước nên đã không dừng lại. Anh Hiếu thừa nhận việc không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát giao thông là vi phạm và xin rút kinh nghiệm. Hà Nội những ngày cận Tết Nguyên đán, ùn tắc xảy ra ở nhiều tuyến đường ngoài khung giờ cao điểm. Xe máy và ô tô chen vào làn đường của nhau. Giao thông cực kỳ hỗn loạn, hình ảnh đặc trưng của giao thông Hà Nội cận Tết Nguyên đán. Trên hầu hết các tuyến đường, phương tiện thường xuyên phải xếp hàng dài di chuyển chậm chạp, khiến ai tham gia giao thông dịp này cũng phải ngao ngán. Người dân phải chạy trên vỉa hè, len lỏi qua các gốc cây để nhanh thoát ùn tắc. Nhiều con đường vốn phân làn ô tô, xe máy bằng giải phân cách cứng, nhưng tình trạng chung là mệnh ai người nấy chạy. Nguyên nhân tắc đường chủ yếu do người dân đang trong thời điểm mua sắm chuẩn bị Tết. Xe từ các tỉnh lên đón người nhà về quê rất đông. Bẻ gãy hàng rào tôn lượn sóng, ngang nhiên mở cơ sở vá lốp, mở xưởng sửa chữa trên đường, vô tư đi lại trên đường cao tốc, phá rào lên đường bắt xe, xe khách đua tốc độ, dừng đỗ đón trả khách trên đường, hệ lụy tất yếu là liên tiếp những vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc. Cả nước hiện có hơn 600 km đường cao tốc, mục tiêu đến năm 2020, mạng lưới đường cao tốc sẽ mở rộng 2.500 km. Việc xây dựng, hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đường cao tốc đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt giao thông, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là yêu cầu cấp thiết, cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, hoàn thiện hạ tầng trên các tuyến cao tốc, kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc cần sự tự giác của mỗi người dân, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông và chấp hành quy định pháp luật khi lưu thông trên đường cao tốc. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là đảm bảo sự phát triển bền vững của toàn xã hội. Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình.
rượu bia và lái xe, giá đắt phải trả. Quý vị và các bạn, mỗi dịp Tết đến xuân về, đối với xe khách là mong muốn những chuyến xe chở đầy hành khách. Thế nhưng năm nay nhiều xe rời bến nhưng lại vắng khách, một thực tế khá là lùng. Sau đây là ghi nhận của VTC14 cũng sẽ khép lại bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khu vực chở khách của bến xe khách phía Nam. Nếu như mọi năm hành khách không có chỗ ngồi thì năm nay ghế trống còn rất nhiều. Còn khu vực xe chở khách cũng khá điều hưu. Nhiều xe chuẩn bị xuất bến, khách khá vắng vẻ. Trên xe, nhiều giường nằm vẫn còn trống. Giá vé là những ngày Tết là bây giờ là chưa tăng, nhưng mà từ những ngày Tết Bộ Giao thông với lại Bộ Tài chính cho tăng mấy chục phần trăm đấy, vì giá cái vé chỉ có khách hành khách chỉ có 1 triệu thôi. Nhà xe lỗ mà chở là chở đúng khách, số lượng khách. Vâng, có điều về kinh tế thì nói chung là nếu tính ra là thua thiệt. Xe vắng khách, nhưng hầu như không có doanh nghiệp tăng giá vé. Điều đó cũng có nghĩa, hành khách cứ ra bến là dễ dàng mua được vé, đón xe về quê nghỉ Tết. Tiện hơn so với mọi năm, tại vì thấy đi cũng dễ dàng hơn, với cả cũng không bị gò bó lắm. Về Quỳnh Côi, Thái Bình, việc mua vé thì cũng rất là thuận tiện, giá vé thì cũng so với mọi năm thì cũng là ổn định, không có gì thay đổi nhiều. Các bến xe khách xác nhận, từ chiều ngày hôm qua tới sáng ngày hôm nay, gần như chưa phải sử dụng lệnh xe tăng cường. Thậm chí, một số tuyến có tình trạng bỏ lốt đi chạy ngoài, nhưng lượng khách đi tuyến cố định không tăng. Thống kê cũng cho thấy, lượng khách chỉ tăng từ 5 đến 10% so với ngày thường. Nhìn chung trên tất cả các tuyến thì lượng khách cũng chưa có gì đột biến cả. Xe xuất bến thì vẫn có những xe chưa đủ khách. Do đó thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng tập trung trong hai cái đợt cuối cùng là ngày 27-28. Sau khi mà cán bộ nhân viên được nghỉ theo cái lịch Tết thì chúng tôi cũng hy vọng là lượng khách sẽ tăng những ngày đó. Nhìn chung là so với ngày thường thì nó cũng chỉ tăng như cái ngày cuối tuần của những cái tháng bình thường, tăng khoảng 5-7%, không có gì là đột biến. Tình trạng bến vắng khách, xe rời bến, thiếu người là thực tế rất đáng lo ngại, nhất là khi các loại hình dịch vụ vận tải hành khách ngày càng gia tăng. Dù rằng hiện chất lượng dịch vụ xe khách tuyến cố định đã được cải thiện rất nhiều so với trước và giá vé cũng khá cạnh tranh.